À, kính thưa các bạn, đây là Lơ Đồng Châu, là resort Đồng Châu. Vâng, ngay địa điểm ngay dưới cái chân đê của bãi biển Đồng Châu, chúng tôi cũng thấy các đoàn khách đang đến đây. Vâng, trước mặt chúng ta đây là bãi biển Đồng Châu, cái đê của biển Đồng Châu. Trên đó cũng có các nhà hàng và dưới này là gọi là resort. Vâng, các trung tâm để nghỉ ngơi cũng như các dịch vụ sinh hoạt phục vụ cho việc nghỉ mát. À, kính thưa quý bạn, ít phút chúng tôi ghi nhận những hình ảnh của Đồng Châu và resort Đồng Châu nhân một chuyến chúng tôi đến đây nghỉ mát. Xin cảm ơn quý vị các bạn, ước mong rằng những tư liệu của chúng tôi phần nào các bạn cảm nhận được những không khí cũng như quang cảnh tại đây trước khi chúng ta đến nơi đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi những hình ảnh trên kênh YouTube Trần Phú Thôn Đạt Trung chúng tôi thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Biển khô. Định nghĩ là cái gì thôi. Lại ngồi đây. Rồi, cảm ơn. Thank you.